Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, từ ngày mai trở đi, vùng áp thấp nóng phía Tây sẽ mở rộng về phía nước ta và trở thành hình thế chính chi phối các tỉnh thành miền Bắc. Vì thế, từ mai, Bắc Bộ sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng diện rộng mới. Trong đó, khu vực có mức nhiệt nóng bức hơn cả sẽ là các tỉnh Nam Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Hòa Bình với mức nhiệt là từ 36 đến 37 độ. Các khu vực khác nhiệt độ thấp hơn, giao động từ 34 đến 36 độ. Dự báo trong ngày mai, cùng với sự góp mặt trở lại của vùng áp thấp nóng phía Tây, thì nhiệt độ ở hầu khắp các tỉnh, thành phố miền Trung, dọc từ Thanh Hóa trở vào tới tận Bình Thuận, đều giao động trong khoảng từ 36 đến 38 độ. Bắc Bộ và miền Trung đang trong kỳ tăng nhiệt mới, thì ở Nam Bộ và Tây Nguyên lại bước vào xu hướng giảm nhiệt. Nguyên nhân là do các vùng nhiễu động từ ngoài biển vào gây mưa, mưa rào và dông về chiều và tối. Còn buổi sáng thì trời có nắng nhưng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên giảm xuống ngưỡng từ 28 đến 31 độ, còn ở Nam Bộ nhiệt độ hầu hết dưới 34 độ. Trên biển, trong đêm nay, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa thì có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam ở mức cấp 4. Còn ở khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.